Chào quý vị và các bạn, một ngày mới lại bắt đầu, chúng ta hãy cùng nhau chào đón chương trình truyền hình thực tế phong thủy 24 giờ. Trong chương trình ngày hôm nay, quý vị hãy cùng trải nghiệm với chúng tôi với những nội dung sau. Cách bài trí vật phẩm phong thủy trên bàn làm việc của người lãnh đạo để mọi việc thuận phát. Xin chào quý vị trở lại với chương trình Phong thủy 24 giờ. Như đã giới thiệu quý vị với một cái lĩnh vực rất được nhiều người quan tâm hiện nay, đó là đối với những cái bàn làm việc của lãnh đạo tại các cơ quan, công ty xí nghiệp thì chúng ta đặt những cái vật phong thủy như thế nào để có thể tiến tới những cái sự tốt lành trong công việc cũng như là chúng ta có sự hài hòa giữa chủ người cơ quan đối với các cái nhân viên ở trong cái công ty cơ quan tập thể đó thưa quý vị. Và quý vị lưu ý, đặt vật phong thủy đúng cách sẽ mang lại những cái tài lộc uh, thịnh vượng cho người lãnh đạo giúp họ những phát triển uh, những trong cái sự nghiệp nhanh chóng và từ đó công ty kinh doanh phát đạt hơn và toàn thể cái nhân viên ở uh, trong đó sẽ đều được hưởng những cái sự uh, tốt lành cũng như là cái lương bổng thưa quý vị và với quan niệm phong thủy phương đông khi đặt những cái món vật uh, phẩm cát tường trên bàn làm việc sẽ sẽ mang lại nguồn may mắn rất lớn cho chủ nhân dù sức khỏe rồi là danh vọng hay tiền bạc địa vị thì đều được có cái sự tốt lành và việc lựa chọn uh, những cái đặt những cái uh, vật phong thủy uh, mang lại những điều tốt lành thì sự hưng vượng đó uh, rồi tài lộc đó rồi công danh đó sẽ đem lại uh, cho chính những cái người chủ cơ quan. Vậy thì chúng tôi sẽ đưa ra quý, cho quý vị một số những cái uh, thông tin để chúng ta cùng tham khảo như sau. Thưa quý vị, uh, theo uh, cái nguyên tắc phong thủy thì vị trí ở giữa bàn là vùng liên quan đến cái sức khỏe và uh, cần giữ cái vùng này thì cần sạch sẽ và ít có những cái vật đã ngăn cản à, góc bên trái phía sau là vùng liên quan đến tài lộc dự giàu sang nên đặt một cái phong bao màu đỏ bên trong có chứa những ba hoặc chín cái đồng tiền để có thể có cái sự tốt lành và ngoài ra thì người làm việc nên đặt cái hình tượng ba loài vật ví dụ như là tỳ hưu kỳ lân cũng như là long mã à, có thể là tam cước thiềm từ voi cá để mang lại sự may mắn về tài lộc, hương vượng cũng như là tránh được những cái thị phi không đáng có quý vị ạ. Vậy chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị ba cái hình tượng đó là tỳ hưu, kỳ lân, long mã là những cái vật mà chúng ta nên đặt ở trên bàn làm việc của những người lãnh đạo. À, tương truyền rằng ba loài vật này có khả năng hấp thu tài khí bốn phương tám hướng, đồng thời có khả năng trừ tà là chiêu tài hoạch tài nên cần phải đặt nó sao cho cái đầu hướng về phía chính cửa hoặc cả cửa sổ để tránh những cái việc là chúng ta sẽ quay về cái hướng trong tường sẽ không có được cái điều tốt Từ quý vị. À, tì hưu thì như chúng tôi đã giới thiệu ở các cái số trước của phong tỷ 24 giờ có tịch tà và thiên lộc, đây là loài thú có một sừng hoặc hai sừng lông dài và xoắn có nhiều công dụng như trừ tà hoặc là đồng thời có thể hút những cái tài lộc và sử dụng với rất nhiều những cái đối tượng như là doanh nhân hay là những người làm ăn mua bán đều có thể sử dụng cái tỷ hưu này rất là tốt và có hữu ích. Thưa quý vị, kỳ lân thì đây là cái loài vật không có sừng cũng giống như tỷ hưu thì lông của nó có uốn qua quan lương còn uốn quan à, có một cái bộ răng với những cái chiếc răng rất là sắc nhọn có cái công dụng là chấn áp trừ tà mang tính bảo vệ cái chủ nhân là chủ yếu à, nên để trên bàn làm việc à, con đực thì có thể để bên trái và con cái thì có thể để bên phải cái hướng từ ghế ngồi nhìn ra quý vị ạ. Thưa quý vị và các bạn đối với cái một cái uh, linh vật thứ ba mà có thể đặt ở trên bàn làm việc đó là long mã có thể hay còn gọi là ngựa rồng đấy ạ. Đây là một loài vật là uh, có cái sự kết hợp hoàn hảo giữa mình ngựa và đầu rồng và thân ngựa biểu thị cho cái khát vọng cũng như là mong muốn lớn có sức khỏe tốt kiên trì và có cái tính cạnh tranh cao đầu rồng biểu thị cho sức mạnh mãnh liệt sự nhanh nhạy và sắc sảo khôn ngoan không thể chối từ long mã mang đến cái tính hỗ trợ cho cái chủ nhân là chính là những cái điều cũng là liên quan đến cái sức khỏe và tính kiên trì gọi là có một cái ý chí nghị lực rất là tốt thưa quý vị và quý vị hãy cùng tham khảo thêm một số kỹ linh vật để trên bàn làm việc ví dụ như là hình tượng của thiềm thừ voi và cá à, đối lập với hình tượng tỳ hưu à, rồi kỳ lân và long mã ba con vật này đặt ở vị trí hướng đầu à, vào phía bên trong thưa quý vị à, tránh đối mặt trực tiếp với cửa sổ hoặc cửa chính nhằm hạn chế gây cái sự thất thoát tiền bạc của cải và à, cái à, tam cước thiềm thừ thì à, có thể có tính đến những cái à, như là kim tiền cóc ba chân thực chất đây là một loài cóc à, có ba chân loài này rất là linh thiêng quý vị trên lưng à, cóng mắt à, à, đầu à, thất tinh à, đầu à, đội à, thái cực à, lưỡng à, nghi à, chân à, đạp à, nguyên à, bảo sơn miệng ngập mà hai cái sâu tiền thưa quý vị và tương truyền thì linh à, thú này thì à, à, có thổ tiền nên là phải quay đầu vào trong quý vị ạ à, và cái linh vật à, tiếp theo đó là voi đây là loại vật biểu à, tượng cho cái sức mạnh quyền uy tương truyền voi là một trong những cái à, à, bể những cái vật báu trong cái đạo vật à, thưa quý vị, người sở hữu nó sẽ may mắn hoặc là tiếp thêm những cái sức mạnh và cũng như là cái quyền lực à, uy quyền. Và à, những cái vật tiếp theo quý vị có thể tham khảo đó là cá, có thể cá chép và long ngư, à, còn gọi là cá đầu rồng là hình tượng mang trong mình cái tài lộc à, tiền tài và sự giàu sang phú quý và bất tử. Và người sở hữu nó cũng sẽ được tiếp thêm những cái điều tốt lành và tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Ngoài ra còn có các loài vật khác như tê giác lạc đà và rùa tê giác thì tượng trưng sức mạnh quay đầu thì ra quý vị nhé khi đặt còn lạc đà thì tượng trưng cho cái sự kiên nhẫn và khả năng kiềm chế cũng như khả năng tích trữ là cầm cự nên là lại phải quay đầu khi đặt việc quay đầu vào quý vị ạ và riêng hình tượng loài rùa hay hình tượng long quy rùa đầu rồng thì quý vị ạ thì dù đây là vật phẩm cát tường biểu thị cho cái khát vọng trí thông minh địa vị tuổi thọ sự hòa thuận nhưng tuyệt đối không nên bày trí trên mặt bàn làm việc Chúng có thể bày ở trên bàn làm việc khi có sự kết hợp với hình tượng như gậy như ý này hoặc là đồ hình bát quái lưỡng nghi mới có những cái mới không có gây ra những cái hệ quả ngoài ý muốn quý vị ạ. Và những cái vật phẩm tiếp theo chúng tôi muốn trải nghiệm và giới thiệu với quý vị đó là vật phẩm cát tường như là gậy như ý rồi là cầu thạch anh. Gậy như ý là một vật có hình cong như ý nghĩa là thỏa mãn những cái ước nguyện và trong phong thủy thì vật phẩm này tượng trưng cho cái sự cơ hội thăng tiến cũng như là nhanh chóng được cái sự tín nhiệm mà từ cấp trên là có nhiều cái mối quan hệ hơn và khả năng giao tiếp và thuyết phục cũng như là cải thiện không ít giúp là công việc được thuận lợi hơn quý vị ạ và cái vật phẩm tiếp theo chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị là cầu quả cầu thạch anh À, quả cầu thạch anh có ý nghĩa mang lại sự tinh thông sáng suốt rồi cũng nhờ uyên bác cũng như là mở rộng các cái mối quan hệ à, sở hữu một quả cầu thạch anh thì người quản lý sẽ nhận được cái sự tôn trọng và luôn nắm uy quyền trong tay và cầu thạch anh thì không những đem lại cho bạn những cái may mắn trí tuệ tài lộc mà quý vị còn có thể trải nghiệm được cái việc đó là ngăn những cản những cái điều không may về sức khỏe hay là những cái thị phi hoặc là những cái sao thất xích và những cái sao cửu tử gây ra. và thương nhân thường sử dụng uh, cầu thủy tinh cho nơi làm việc hay uh, đặt uh, làm những cái thương hiệu bởi uh, nó mang lại cái tiền bạc danh lợi và sự uh, xuân sẻ uh, cầu được ước thấy quý vị ạ quý vị uh, thân mến nói đến cái cầu quả cầu thạch anh thì quý vị cũng phải lưu ý hơn một điều đó là đối với quả cầu thạch anh còn tính theo với góc độ là từng mệnh của cái gia chủ cũng như là người lãnh đạo khi ngồi ở vị trí uh, bàn làm việc uh, với cái uh, quan niệm đó là kim mộc thủy hỏa thổ thì chúng ta chọn những cái màu sắc cho phù hợp thưa quý vị Hiện nay có rất nhiều vật phẩm phong thủy mang lại cái cát tường tốt cho việc đặt nơi làm việc tuy nhiên mỗi vật phẩm lại đem lại những may mắn cũng như là nguồn tài lộc khác nhau xứng đáng với cái công việc kinh doanh và cũng như là cái vị trí đặt của đối với doanh nghiệp vậy thì đối với doanh nghiệp nào công ty xí nghiệp tập thể nào chúng ta kinh doanh làm gì chúng ta tín hành những công việc gì thì chúng ta đặt những vật phẩm phong thủy sẽ phù hợp với nó thưa quý vị và những điều trên đây có thể giúp cho chúng ta có thêm được một cái nguồn tham khảo đáng tin cậy và từ đó chọn cho mình những cái vật phẩm phù hợp nhất để mang lại cái hiệu quả cao nhất cả tài lộc và danh lợi lẫn sức khỏe để những cái nơi làm việc giữa người lãnh đạo và những nhân viên những người trong công ty xí nghiệp tập thể đó có sự hài hòa đem đến cho chúng ta những sự tốt lành may mắn và nhất định sẽ thành công tốt đẹp hơn